Xin chào quý vị và các bạn, cảm ơn anh chị đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota. Và rất mong anh chị hãy bấm nút đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn tới đó là mua ô tô, khi nào thì chúng ta nên chọn dẫn động hai cầu và khi nào thì chúng ta chọn xe dẫn động một cầu. Nhiều khách hàng có tâm lý là thích mẫu xe nó được trang bị dẫn động hai cầu. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng hầu như rất ít người sử dụng đến tính năng này. Mà nếu như không dùng tới thì chúng ta đang vô tình lãng phí đi rất là nhiều chi phí của bản thân. Dẫn động hai cầu thường được xuất hiện ở các dòng xe SUV và bán tải một số mẫu xe crossover. Có thể được kể đến một số xe như Toyota Hilux, Fortuner, Ford Everest, Ranger, Mitsubishi Pajero, Outlander, Triton hoặc là Mazda CX-5. Đồng thời, các nhà sản xuất thường cho ra song song các phiên bản một cầu và hai cầu, khiến cho khách hàng nhiều khi không biết phải chọn phiên bản nào cho phù hợp. Bên cạnh đó, các phiên bản hai cầu thường thì có giá nó cao hơn phiên bản một cầu từ 10 đến 15% giá trị xe. Nhưng bù lại, phiên bản hai cầu nó có lực kéo nó mạnh hơn, nó chuyển cái lực truyền tới bốn bánh xe nó mạnh hơn nên nó dễ thoát lầy và chinh phục được các cái đoạn đường mà nó địa hình nó tốt hơn so với phiên bản một cầu. Thực tế thì hệ thống dẫn động hai cầu nó chỉ phát huy được trên những đoạn đường rừng núi, đất bùn, trơn trượt hoặc là đường cát lún, đường rốc nhiều sỏi đá và chướng ngại vật. Do đó nếu anh chị đi lại hàng ngày trong đô thị hoặc thỉnh thoảng mới đi đường đồi núi hoặc hiếm khi phải đối mặt với điều kiện đường xá nó khó khăn thì không nên mua phiên bản hai cầu. Tuy nhiên, đối với những khách hàng có sở thích đi phượt miền núi bằng ô tô hoặc công việc thường xuyên phải di chuyển trên những cung đường lầy lội, mấp mô thì phiên bản hai cầu nên được cân nhắc để chúng ta lựa chọn. Và theo ý kiến của Sơn, chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Mười lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7.
hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe demo cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55 với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm. Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin. Hiện tại công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất, hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm. Quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập.